Giá vàng hôm nay 23 tháng 9 đã giảm chậm lại chờ tín hiệu mới. Giá vàng hôm nay 23 tháng 9 trên thị trường thế giới không còn giảm mạnh như phiên liền trước. Tuy nhiên, giới đầu tư lo ngại đợt điều chỉnh lần này có thể khá sâu khi mà chứng khoán toàn cầu bị bán tháo. Giá vàng trong nước Tính tới 8 giờ 30 sáng ngày 23 tháng 9, giá vàng miếng trong nước được tập đoàn vàng bạc đá quý Doji niêm yết cho khu vực Hà Nội ở mức 55,70 triệu đồng một lượng mua vào và 56,10 triệu đồng một lượng bán ra, giảm 50.000 đồng ở chiều mua vào và giảm 150.000 đồng ở chiều bán ra so với cuối phiên liền trước. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC áp dụng cho khu vực Hà Nội ở mức 55,70 triệu đồng một lượng mua vào và 56,17 triệu đồng một lượng bán ra, không đổi ở cả hai chiều mua vào và chiều bán ra so với cuối phiên giao dịch ngày 22 tháng 9. Tại Sài Gòn, giá vàng miếng trong nước được tập đoàn vàng bạc đá quý Doji niêm yết ở mức 55,60 triệu đồng một lượng mua vào và 56,15 triệu đồng một lượng bán ra. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 55,70 triệu đồng một lượng mua vào và 56,18 triệu đồng một lượng bán ra. Giá vàng thế giới Tới 8 giờ 30 sáng ngày 23 tháng 9 giờ Việt Nam, giá vàng thế giới giao ngay ở mức 1.903 USD một ounce, tương đương 53,9 triệu đồng một lượng, chưa tính thuế phí. Giá vàng giao tháng 12 năm 2020 trên sàn Comex New York ở mức 1.904 USD một ounce. Đêm ngày 22 tháng 9 giờ Việt Nam, giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.913 USD một ounce. Vàng giao tháng 12 trên sàn Comex New York ở mức 1.918 USD một ounce. Giá vàng thế giới đêm ngày 22 tháng 9 cao hơn khoảng 25,8%, tức là 392 USD một ounce so với đầu năm 2020. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 54,2 triệu đồng một lượng, chưa tính thuế và phí, thấp hơn khoảng 2 triệu đồng một lượng so với trong nước tính tới cuối giờ chiều ngày 22 tháng 9. Giá vàng trên thị trường quốc tế trùng lại, không còn giảm mạnh như phiên liền trước. Tuy nhiên, giới đầu tư lo ngại đợt điều chỉnh lần này có thể khá sâu khi mà chứng khoán toàn cầu bị bán tháo. Giá vàng chịu áp lực giảm trong bối cảnh thị trường chứng khoán thế giới bị bán tháo. Các chuyên gia nhận định cơn bán tháo trên thị trường chứng khoán Mỹ sẽ kéo dài và thậm chí còn tồi tệ hơn. Tại châu Á, các thị trường chứng khoán khu vực này tiếp tục giảm trong phiên 22 tháng 9 bởi các nhà đầu tư lo ngại về đợt bùng phát mới của đại dịch Covid-19 tại châu Âu và khả năng Mỹ trì hoãn gói kích thích kinh tế bổ sung. Triển vọng nhiều nền kinh tế trên thế giới khá u ám do đại dịch Covid-19 vẫn bất chưa được khống chế. Nhiều chuyên gia cho rằng không thấy có bất kỳ tin tức tích cực nào trong thời gian tới để các thị trường chứng khoán phục hồi trở lại. Mỹ ghi nhận hơn 200.000 ca tử vong vì Covid-19. Trong khi đó, nước Anh thông báo sẽ tái áp đặt lệnh giới nghiêm ban đêm để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Dịch bệnh được cho là có thể còn bùng phát tiếp ở Mỹ khi mùa cúm sắp tới. Tại Anh, Thủ tướng Boris Johnson thông báo ông sẽ tái áp đặt lệnh giới nghiêm ban đêm để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Vàng chịu áp lực giảm còn do đồng USD bước vào tuần mới với mức cao nhất trong 6 tuần. Dự báo giá vàng Theo một số dự báo của Credit Suisse, vàng sẽ biến động mạnh trong thời gian tới. Giá vàng có thể sụt giảm xuống tới ngưỡng 1.765 USD một ounce trước khi tăng trở lại và lên ngưỡng 2.300 USD một ounce. Theo Credit Suisse, vàng giảm mạnh và trong 1 đến 2 phiên gần đây đã xuống dưới ngưỡng 1.900 USD một ounce do cổ phiếu bị bán tháo trên diện rộng. Theo phân tích kỹ thuật, ngưỡng hỗ trợ gần nhất là 1.897 USD một ounce. Tuy nhiên, theo Credit Suisse, xu hướng tăng dài hạn của vàng vẫn còn trong bối cảnh đồng USD nằm trong xu hướng giảm, lợi tức thật của trái phiếu chính phủ ở mức thấp. Dù vậy, xu hướng trong ngắn hạn đối với mặt hàng kim loại quý vẫn là điều chỉnh giảm. Về dài hạn, đồng bạc xanh được dự báo sẽ không duy trì được mức này do một số yếu tố bất lợi. Đồng được dự báo có thể sẽ giảm khoảng 5% so với mức hiện tại. Đồng USD và nền kinh tế Mỹ đang đứng trước những trở ngại, do đó sự lên giá của đồng tiền này có thể mất đà vào đầu năm 2024. Trên thị trường vàng trong nước, Chốt phiên ngày 22 tháng 9, đa số các cửa hàng vàng tại Hà Nội giảm giá vàng 999 khoảng 250 đến 400.000 đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước. Kết thúc phiên giao dịch ngày 22 tháng 9, tập đoàn vàng bạc đá quý Doji niêm yết giá vàng SJC khu vực Hà Nội ở mức 55,75 triệu đồng một lượng mua vào và 56,25 triệu đồng một lượng bán ra. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết vàng SJC ở mức 55,70 triệu đồng một lượng mua vào và 56,17 triệu đồng một lượng bán ra. Tại Sài Gòn, giá vàng miếng trong nước được tập đoàn vàng bạc đá quý DOJI niêm yết ở mức 55,75 triệu đồng một lượng mua vào và 56,15 triệu đồng một lượng bán ra. Công ty vàng bạc đa quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 55,70 triệu đồng một lượng mua vào và 56,18 triệu đồng một lượng bán ra. Các chuyên gia dự đoán giá bạc sẽ vượt mặt giá vàng. Một số chuyên gia nhận định giá kim loại đang đạt kỷ lục giữa thời điểm kinh tế toàn cầu gặp khó khăn và trong thời gian tới giá bạc có thể vượt qua cả giá vàng. Năm 2020, giá vàng đã đạt mức cao nhất kể từ tháng 9 năm 2011. Các nhà đầu tư để mắc đến những tài sản an toàn như vàng ở thời điểm đại dịch COVID-19 chưa có dấu hiệu lặn xuống. Ngân hàng Mizuho đánh giá vụ nổ tại Beirut, Liban khiến ít nhất 100 người thiệt hại và gần 4.000 người bị thương dường như góp phần đẩy giá vàng lên mức kỷ lục 2021 USD một ounce giá vàng giao ngay đã tăng trên 32% trong năm nay. Trong khi đó, giá bạc cũng theo chân và tăng hơn 30% tính từ đầu năm đến nay. Kênh CNBC của Mỹ dẫn lời ông Michael Sue tại ngân hàng Deutsche dự đoán giá bạc sẽ vượt qua giá vàng trong thời gian tới. Nhiều nhà phân tích nhấn mạnh rằng kinh tế thế giới đang trên đường hồi phục, do vậy sẽ thúc đẩy tiêu thụ công nghiệp Điều này góp phần kích thích nhu cầu về bạc, vốn được sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp. Nhiều nhà phân tích tại Citigroup của Mỹ trong tháng 7 cũng nhấn mạnh rằng hoạt động sản xuất khôi phục sẽ đẩy giá bạc tăng cao hơn giá vàng. Ngoài ra, cuộc bầu cử tổng thống Mỹ cũng tác động đến giá kim loại quý. Theo các chuyên gia, nhu cầu về bạc sẽ tăng trong trường hợp ứng cử viên đảng Dân Chủ Joe Biden giành chiến thắng và tiến hành kế hoạch cơ sở hạ tầng thân thiện môi trường. Theo kế hoạch của ông Biden, xe buýt và nhiều phương tiện chở hành khách khác sẽ chạy bằng điện hoặc nhiên liệu sạch. Còn các tòa nhà dân dụng và thương mại sẽ được nâng cấp để chống chịu thời tiết khắc nghiệt. Ông Naylor Leyland tại công ty quản lý tài sản Jupiter của Anh phân tích. Trong thời kỳ tăng trưởng, chứng kiến giá kim loại quý tăng, giá bạc thường tăng nhanh hơn giá vàng. Theo ông này, bạc đang được sử dụng nhiều trong các thiết bị y tế và linh kiện điện tử cho mạng không dây 5G. Các chuyên gia nhận định giá vàng và bạc vẫn theo xu hướng đi lên trong thời gian tới. Giá vàng và đồng USD có mối quan hệ đảo nghịch. Khi giá USD giảm so với các đồng tiền khác thì nhu cầu về vàng sẽ tăng, kéo theo giá đi lên.